Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Câu lạc bộ Thi ca Hòa bình tổ chức Ngày thơ Việt Nam Nguyên tiêu Xuân Nhâm Dần 2022 tại khu du lịch Thác Bờ, tỉnh Hòa Bình, Ban biên tập Chân dung bản thơ xin giới thiệu đôi nét về địa điểm của sự kiện này. Về với Thác Bờ, tác giả, biên tập viên Nguyễn Thu Hải, trình bày biên tập viên Hoàng Mạnh Hùng, video biên tập viên Ông Già Nhà Quê Trịnh Ngọc Dung. Khi mới thành lập, Câu lạc bộ Thi ca Hòa bình mang tên Câu lạc bộ Thơ ca Facebook Hòa bình được ra đời ngày 15 tháng 6 năm 2019 tại làng Sỏi, Hòa Bình. Là một đơn vị tập hợp nhiều nhà thơ có uy tín, nhiều người yêu thơ và đam mê nghệ thuật, đặc biệt là loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Mường, Hòa Bình, do nhà thơ Oana làm chủ nhiệm. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã giao lưu nghệ thuật với các hội thơ khắp ba miền, tham gia nhiều sự kiện của các câu lạc bộ bạn. Đặc biệt, câu lạc bộ đã lồng ghép việc làm thiện nguyện trong hoạt động của mình, được các cấp chính quyền ghi nhận. Nhiều đối tượng thụ hưởng, ghi ơn, bản thơ yêu quý, mến mộ. Sau 2 năm, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, câu lạc bộ tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật tại khu du lịch Thác Bờ, nơi mà suốt thời gian có dịch đều thuộc vùng xanh. Chúng tôi xin giới thiệu về địa điểm này. Thác Bờ là một địa danh nơi đặt đền Thác Bờ, là một ngôi đền linh thiêng nhất của tỉnh Hòa Bình, tọa lạc tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong và xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ngôi đền này thờ hai bà chúa đã có công giúp Lê Lợi trong trận đánh đèo Cát Hãn của Lê Lợi năm 1431. Hai bà còn giúp nhân dân ổn định cuộc sống và hiền linh giúp dân vượt thác sông Đà an toàn, nên nhân dân trong vùng vô cùng tôn kính đã lập đền thờ hai bà ở đền Thác Bờ ngày nay. Bà chúa Thác Bờ tên thật là Đinh Thị Vân, người Mường, và một bà người Dao ở Vầy Nưa, sinh quán ở đất Hòa Bình dưới thời nhà Trần. Bà Đinh Thị Vân là con gái của một tộc trưởng người Mường ở xã Kim Bôi, Hòa Bình. Khi nhà Minh xâm lược Đại Việt, Lê Lợi xấy quân khởi nghĩa. Khi nghĩa quân đến Thác Bờ, bà Đinh Thị Vân đã kêu gọi nhân dân quyên góp lương thực nuôi quân. Cũng chính bà đã tổ chức chèo thuyền đưa nghĩa quân đi đánh quân xâm lược ở đèo Cát Hãn, nay thuộc tỉnh Lai Châu. Khi nhà Minh xâm lược Đại Việt, Lê Lợi giấy quân khởi nghĩa. Khi nghĩa quân đến Thác Bờ, bà Đinh Thị Vân đã kêu gọi nhân dân quyên góp lương thực nuôi quân. Cũng chính bà đã tổ chức chèo thuyền đưa nghĩa quân đi đánh quân xâm lược ở đèo Cát Hãn, nay thuộc tỉnh Lai Châu. Khi Lê Lợi chiến thắng trở về, bà đã tổ chức lễ hội khao quân cùng với huy động người dân chặt tre làm bè để đưa nghĩa quân về kinh. Trong thời gian ở đây, Lê Lợi đã dùng kiếm Thuận Thiên khắc lên đá một bài thơ khích lệ tinh thần quả cảm của quân lính và sự anh dũng của người dân nơi đây. Hiện tảng đá đang được lưu giữ ở nhà văn hóa trung tâm thành phố Hòa Bình. Để ghi công, bà được triều đình giao cai quản vùng đất người Mường ở Hòa Bình. Tại đây, bà giúp nhân dân ổn định cuộc sống, dạy mọi người lên rẫy làm nương, xuống sông Đà thả lưới, bắt cá. Khi thanh nhàn, bà lại một mình chèo thuyền độc mộc dọc theo sông Đà du ngoạn thắng cảnh. Sau khi mất, hai bà thường hiền linh giúp người dân vượt thác an toàn, phù hộ cho trăm dân trong vùng mưa thuận, gió hòa. Bởi vậy, nhân dân trong vùng phong cả hai bà là chúa Thác Bờ và lập đền thờ phụng. Sau khi bà qua đời, vua Lê Lợi lệnh dân bản xứ lập đền thờ bà bên cạnh Thác Bờ.
Ngoài thờ Bà Chúa Thác Bờ, đền hiện nay còn thờ các vị thần thánh trong tín ngưỡng dân gian người Việt như Công Đồng Quan Lớn, Ngũ Vị Tôn Ông, Bà Chúa Sơn Trang, Động Sơn Trang, Tứ Phủ Thánh Cô, Tứ Phủ Thánh Cậu, Đức Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Du khách đến tham quan, lễ bái và thắp hương tại đền Thác Bờ, ngoài được vãn cảnh đền với mặt trước hướng ra sông Đà, mặt sau tựa núi, còn được thưởng thức những chầu giá hầu đồng vô cùng đặc sắc được diễn ra trong suốt lễ hội đền Thác Bờ. Vẻ đẹp của đền Thác Bờ còn được đưa vào thơ ca với sự ngợi khen không ngớt của những người đã từng có cơ hội đến vãn cảnh ở đền. Thanh nhàn rào khắp nơi nơi, Nay Đà suối rút Kim Bôi hòa bình, núi Ngũ Nhạc rừng xanh mở lối, qua Lương Sơn thắng tới dốc Cun, non cao xuất khúc dặm trường, dân cư vắng vẻ xóm làng lơ thơ, trâu gõ mõ tiếng gà cục tác, vườn ru con tha thiết đêm thâu, chim công múa quạt bên lầu, những chim khảm khắc về chầu ca vang, bên sườn núi nhà sàn mấy lớp, cầu thang mây nhẹ gót rung rinh, tắc kè rong giả cầm canh, đàn ong lấy mật lượn quanh bản mường, dưới chân núi măng rang măng nứa, cùng măng tre nấm mọc thơm bay, khế chua sung chát gừng cay, bí ngô mướp đắng ngô khoai lạc vừng, tiều hớn hở băng rừng đốn củi, dưới sông Đà vịt lội nhấp nhô, ai lên cảnh đẹp Thác Bờ, trước non sông núi đền thờ trang nghiêm, vách núi nghiêng bên hồ nước chảy, danh chầu Bà vang dậy bốn phương, thung nai bản ấp họ Mường, nhà sàn ven suối có đường lên non, tiếng chim non véo von đầu núi, con đường mòn thẳng lối ra sông, say say vò rượu cay nồng, bập bùng ánh lửa tiếng cồng tiếng chiêng. Sự linh thiêng cùng với nét độc đáo trên mà hàng năm cứ mỗi độ xuân về, đền Chúa Thác Bờ lại thu hút một lượng khách du lịch khắp nơi đổ về, tạo nên một sự nhộn nhịp cho chốn đền nơi sơn thủy hữu tình. Trước khi kết thúc, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ Anh Sẽ Đợi Em Cười, tác giả chủ nhiệm Oa Na, qua giọng ngâm của nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng. Người ấy ngắm em đằng xa và nói, cười lên em cho hoa thắm sắc hồng. Em cười lên để làn gió mênh mông, dừng trôi lại ngắm em cười mê mài. Em hãy cười, có anh đây đừng ngại, đôi má ửng hồng mềm mại làn da. Cười lên em răng trắng những ngọc ngà, giọt sữa củ khoai đậm đà lát xanh. Em cười lên nào em ơi, môi thắm đã qua rồi, bao mặn chát ủ ôi.
cười lên em mắt nhung huyền sâu thẳm, thu hết hồn nhau vào trái tim yêu. Em hãy cười tươi sáng sớm trưa chiều, bỏ lại sau những điều buồn em nhé. Gương mặt trái xoan bừng ngời tươi trẻ, cười lên em, anh sẽ đợi.